tiện tới đây được rồi. Anh đi về đi. Không thôi á, cô Liễu thấy á. Có gì đâu mà sợ. Sao mà không sợ được. Cô Liễu hả, còn hơn là khủng bố luôn á. Em làm cái gì á, cô cũng biết luôn. Thấy ghê vậy lắm. Nè, vậy bây giờ tiện hết đoạn đường này thôi. Mà nè, hồi nãy ăn cơm rồi, sao giờ ăn bánh bao nữa vậy? Cơm khác bánh bao chứ bộ. Mày hả? Anh này, tự nhiên kêu hôn đây làm chi không biết nữa. Kêu hôn người nào? Anh chỉ cái miệng kìa. Anh chỉ nói cái miệng, mép em dính bánh bao đây nè. Tự nhiên hôn người ta bên đây nè. À, lợi dụng kiếm cớ đó hôn anh đúng không? Hay quá ha, còn dám giỡn vậy nữa. Không, anh muốn hôn mà, hôn đi, nè, hôn lại đi. Thôi, thấy ghê quá. Ta chỉ thì người ta chỉ đây đi, thôi thì lấy cái tay lấy giùm người ta. Còn mày đặt chỉ. Cái gì vậy? Ôi làm cái gì mà đau đau cô quá đi nè. Có biết là cô mong manh dễ dở không hả? Không nè, cô hỏi nó là ai vậy? Đâu có là ai. Sao lại giấu cô chứ? Con có giấu cô gì hết á. Cái con nhỏ này thiệt tình à, chính mắt cô đã nhìn thấy nè, còn giấu nó hả? Không có ai gì đâu, nhìn lộn rồi có ai đâu. Nè, khoan đã. Cái con nhỏ này thiệt tình à, ít ra cũng phải giới thiệu cho cô chứ. Ôi, hồi nãy em có tưởng là bị cô lại phát hiện không luôn á, hết hồn luôn. Dù gì em cũng không được chụp cái bịch đen lên đầu anh vậy chứ. Xin lỗi anh nha, tại vì hồi nãy là trường hợp khẩn cấp quá chứ bộ. Mà tiếc ghê luôn á, hồi nãy không cầm được cái điện thoại để mà chụp hình anh lúc đó. Tiếc quá. Giỏi quá ha, thím hai. Ủa, mà bữa nay Dưỡng hai tính thức khuya nữa hả? Chắc vậy á, còn em? Em thì phải thức làm báo cáo cho xong. Vậy tí nữa mà anh chán anh nhắn tin cho em ha. Anh biết rồi, thôi cúp máy đi. Ok, bye bye anh. Vô đi. Em nè. Ủa, cái gì vậy anh? Tụi anh mới đi tổ chức sinh nhật cho mấy đứa nhỏ ở khoa nhi đó mà. Vậy á hả? Anh chị. Wow. Trời, công nhận em đeo cái mặt nạ vô mặt em đẹp ghê luôn á. Ý là gì đó? Anh giỡn á. Anh, cho em mượn này ít bữa được không? Em cứ lấy đi, còn nhiều mà. Vậy hả? Cảm ơn anh, về em hù bạn em. Mà nè, em hết ca trực chưa? Em hết rồi. Còn anh sao? Anh phải làm thêm rồi. Nhưng mà mình có thể đi cà phê. Đi ha. Công nhận bạn anh vui tính gì đâu luôn á. Nhưng mà phụ nữ á, là thích đàn ông vui tính vậy đó anh. Nó mà nghe được chắc cười suốt 3 ngày quá. Mà phụ nữ thích đàn ông vui tính hả? Vậy là anh quá vui tính rồi. Đúng rồi đó. Anh đi vệ sinh ạ. Mi, ủa cô Liễu, cô đứng cà phê hả? Ngồi bằng nào vậy hả con? Con uống cà phê. Đi với bạn trai. Không có. Cái người mà lần trước mà con đội bên đi lông đó. Không phải người đó, cô Liễu ơi. Không phải người đó đâu cô Liễu. Xin đàn chút xíu cô sẽ mặc với. Dạ đi. Không phải mà. Thôi đi mà. Không phải đâu. Chứ cô ơi, giấu được hay sao? Không có giấu cô. Chút xíu thôi mà. Không được. Nhưng mà con nhỏ này không được đâu. Hay là người cô quen. Sao phải là người cô quen được. Nó không phải người cô quen đâu cô Liễu. Con đổi mặt nạ đó làm chi vậy? Cởi ra cho cô nhìn mặt chút xíu nha. Ê, cô Liễu làm gì vậy? Trời ơi, người quen đây... đúng không? Không phải đâu. Hả? Không phải. Sao lại giấu cô chứ? Trời ơi, con đâu có giấu cô. Cô Liễu ơi, cô nói nhỏ nhỏ đâu, người ta nhìn con quá trời quá đất rồi kìa. Bộ dạng này quen lắm đó nha. Chắc chắn là gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, chắc chắn người đại cô quen mà. Cô Liễu cô quen nhưng mà không phải là người quen của cô. Mẹ, tại không vì... mở ra nói cho cô biết chút xíu đi. Anh à, sẽ không đợi bất cứ ai đâu. Đi. Anh là người nổi tiếng hả nha cô Liễu? Người nổi tiếng? Là người nào vậy? Cầu thủ đó anh. Cầu thủ? Là ai? Ai vậy? Quang Hải. Quang Hải. Ghê chưa? Ôi trời. Quang. Chào con. Cô cho cuộc bắt tay chút xíu nha. Bắt tay kìa, Hoàng Hải ơi. Ôi trời. Thật là bất ngờ quá.
ơi, không biết là tôi đang tỉnh hay mơ nữa. Là Quang Hải hả con? Dạ đúng rồi. Quang Hải à, cô ái mộ con lắm đó, cô là fan của con đó. Ôi trời ơi, cô rất là thích con đá banh đó con ạ. Ủa mà sao trong tivi Quang Hải tí xíu à, ở ngoài đời cao dữ. Tại tivi nhà cô Liễu nhỏ cho nên tưởng ảnh nhỏ xíu thôi chứ cao cao lắm á. Dạ Quang Hải à, ôi trời ơi. Cô Liễu không đi uống cà phê với bạn hả? Chú ký, khoan đã, bạn sao đó. Chú ký, Quang Hải, cho cô xin chữ ký nha con nghe. Thôi bữa sau con xin cho cô Liễu. Trời ơi, sao gì nữa, sẵn gặp đây xin chữ ký luôn cho rồi nè. Quang Hải ơi, cho cô xin đi mà, cô đang nghĩ đó. Ôi trời ơi, fan, cô là fan của con đó Quang Hải hả? Kiềm chế lại, kiềm chế lại. Người ta nhìn cái người ta nhạo qua đây, xin chữ ký ảnh làm phiền ảnh. Cái ký đi anh Hải ơi. Đây nè. Đây rồi. Đó, cũng được hết con. Đây mấy nè, cái đây nè con. Đó, nha. Quang Hải. Chữ ký của người nổi tiếng cũng quá khác nữa. Đẹp xuất sắc luôn. Cô Liễu, được chưa? Đúng cà phê với bạn đi. Thôi bạn sao con, Quang Hải. À, khi nào quẩn á, nhớ ghé nhà cô chơi nha. Nha, con Mì ở đó nữa đó. Nhớ nha. Cô đi vô có chuyện chút xíu, cô chạy ra liền. Nhớ nha. Quang Hải, nhớ chờ cô nha. Nhớ đó. Ủa, Quang Hải đâu rồi Mi? À, anh đi tập luyện rồi cô Liễu. Cầu tụ nó tiếng mà bận rộn là đúng rồi. Mặt nạ của Quang Hải. Ôi trời, mặt nạ của Quang Hải đi mà. Và đem về làm kỷ niệm mới được. Vậy không được đó hả cô Liễu? Sao lại không được chứ, đem về khoe với tụi nhỏ mà. Ôi nè, con nhớ nha, nhớ nói Quang Hải á, về nhà mình chơi ha. Nhớ dạ. Nha con. Con nhớ. Ôi trời, nhớ nghe, chắc chắn là hứa với cô đó. Cô đi trước nha. Dạ. Nha. Muốn rụng tim luôn á. Không ngờ cô Liễu tim quá ha. Cô Liễu tim đó hả? Alo. Ôi trời, thầy Quyền hả? Rốt cuộc chuyện là sao vậy hả thầy? Thật sự chuyện này không phải như mọi người nghĩ đâu. Nhưng điều quan trọng là cô phải tin tôi. Thật tình là tôi bị gạt mà. Thiệt đó, tôi nghe hầu như là đúng vậy đó. Như vậy chắc chắn là sự thật rồi còn gì. Tôi cũng nghe nói là vậy đó. Ê, khoan đã mọi người, coi giùm tôi coi. Hình như người đàn ông đó là thầy Quyền đúng không? Ủa, còn ai vào đây nữa, đúng là thầy Quyền rồi. Thầy Quyền! Khoan. Còn người ngồi kế bên, có phải là cô Liễu không vậy? Cô Liễu? Chính là cổ đó. Chắc chắn là cô Liễu rồi. Bóng dáng này là tôi không bao giờ quên được. Kẻ phản bội. Cô Liễu! Cô Liễu! Cô đứng lại cho em. Cô Liễu đồ phản bội. Cô Liễu, thầy ngồi xuống đi. Cô Liễu, em biết chắc là cô mà. Đồ phản bội. Cô đứng lại cho em. Cô Liễu!